Sương này chắc không lạnh nhiêu đâu ha. Thấy gì luôn á bà con ơi. Nãy giờ có thấy quán nào đâu? Chừng 15 mét. Không thấy gì luôn. Cái chạy mà độ lạnh quá quéo chân lên luôn, không dám thẳng thả thẳng.
trong đó nó ngay đồi núi sao nó sương ghê. Cái trong đó ngay đồi núi sao nó sương ghê. Đi gặp tấm ma là hên rồi, hên rồi đúng không? Đi gặp tấm ma là hên đúng không? Đang phát trực tiếp luôn. Ô khoan hò khoan. Tết này ăn Tết lại lớn rồi. Mà ở ngoài này đa số chôn sớm. Ba. Gì vậy con? Ba làm cái gì vậy? Ba nghe nhạc Quảng Bình quê choa ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này. Sáng 6 giờ mấy cháu mới chạy tối qua khỏi hầm Hải Vân, chạy thêm đoạn nữa 2 giờ cháu nghỉ. Nghỉ ở chỗ Lâm Phú hả? Dạ. Bên lái xe này chạy ra. Chạy rồi cháu, chạy như đang chạy trên đất Quảng Trị hay sao á? À thế đi về sớm mà. Dạ. Đi qua của mình nữa. Dạ. Để đoạn mà Huế giáp Quảng Trị sương mù ghê. À, không thấy qua gì. Huế dạ. Qua Huế hả? Em... Dạ qua Huế rồi. À, dạ. Đến Quảng Bình rồi đấy. Dạ dạ. Thôi đi về nhá. Dạ dạ dạ. Nói đại. Đang bún bò Huế đây mà. Không. Nè. Đường tránh Huế, đây đang Huế mà. Thì mà cái Quảng Trị. Tới đây chồng chạy từ từ thôi, ghé quán ăn, đi đâu chỗ này có chỗ nhà văn mới chứ. Ba ăn cái gì? Tự tí ra ngoài kia ấy, đây trưa rồi ăn uống gì đây? Có quán đâu. Ba ăn cái gì? Đây đang ở Huế đây. Nên có lên này không? Hả? Mẹ có lên này không? Mẹ không, lấy mình chạy cho con không? Mẹ em bên trái ăn nhà rồi. Mẹ! 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 Với chị ăn bò đi. Chờ góc vậy. Con nước đó chai đó lấy đi. Kêu đau chân mẹ quá, kêu mẹ ai biểu mẹ cho con ngồi chi. Đừng đổ nha. Thế không mà. Mở lên khúc ba. Gì?
có tiền nè. À, tí nữa cho ba đổ xăng nha. Ba cảm ơn nha. Ngồi im cho ba coi. Hôm nay tao tao về tới đầu Quảng Trị rồi, mày ra uống cà phê điện nó đi. Điện nó mía mô. Răng mô nữa. Nói đi, đái hả? Hả? Cái gì? Nói lớn lên ba mới nghe. Cái gì? 100 mét nữa. Có đái không? Đái không? Đái không? Thứ hai vào cách mạng tháng 8, quốc lộ 1A. Ra mè hả? Hả? Xuống mè đúng không? Hả? Đau bụng hả? Đau hay đói? Uống sữa nha. Đau bụng hả? Đau bụng. Đi gì không? Đi nha. Hả? Đi không? Đi nha. Không đi, đi quanh luôn đi. trực tiếp như gì đâu trời. Chức giàu không? Mở nhà kia mà. Quảng Bình đó. Mở. Ra khỏi vòng xuyến vào cách mạng tháng 8. Đi tiếp 69 km nữa. Quảng Bình thì có vậy thôi. Mở Quảng Bình gì? Hả? Mở lên khúc ca nhạc The Bolero rồi. Nghe. Nãy giờ không lo. Quán ăn quá trời cả chồng. Hả? Quán ăn đầy đó. Đau bụng hả? Mất gì không? Đau bụng mất gì sức dầu nha. Nó cho dầu giùm hả chị? Có ăn gì đâu đau bụng ta. Chứ ăn gì mà đau bụng. Dầu bỏ đâu tao biết chứ liền. Kêu mẹ đó. Lấy được không? Trong cái cặp á. Cặp mà phải không thì khó đâu. Những bàn nó thấp ngồi nó ấy, mấy bàn quỷ ngồi khó chịu. Có chai ơi, đừng ở trong cái chai ấy chứ không phải chai dầu đâu. Đừng cái chai dầu tràm á. Hỏi mẹ nó đi, kêu mẹ nó dậy cho tỉnh đi mà ăn sáng. Ừ. Chị dầu đâu lấy cho nay nè. Đau bụng nè. Để ba ăn xì bù. Ăn xì bù là hết đau bụng. Ăn xì bù. Rồi ra, vậy ra cục cức hết đau bụng luôn. Hết chưa? Hết rồi. Ra mày. Hết thiệt chưa? Hả? Hết rồi mẹ ơi, khỏi lấy ba ấm xí bùa nay là cục cứng hết là bụng rồi. Xạo về đi. Vùng miếng ạ. Nó thích gọt anh đúng đẹp á. Anh lớn cái anh á. Được
tờ giấy cho anh đi mũi anh à. Gì từ giống cá gì. Từ từ. Rồi, dứt đi. Mắt. Anh vô lại đi. Uống phở cháo gì nè. Ừ, nghe như nè. Mà nghỉ mẹ rồi. Nghe vậy hả? Thấy ngày nè, tao nghỉ vậy hả? Đưa đây, nhìn anh qua đây coi, nhìn anh qua ba nè. Ông quán này nghỉ lâu rồi ha. Dìm kỵ mà phá sản rồi. Biết mình về. Quán đập lâu rồi. Nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Nè, kiếm quán ăn sáng thì bớt dở đi. Cái gì nữa? Ui. Nào vô thành phố rồi. Đừng dự hai, bắt hai. Tắt đi.